Ăn trái cây cũng phải biết cách để có thể phát huy tối đa những lợi ích của hoa trái đối với sức khỏe. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số hiểu lầm thường gặp trong quá trình sử dụng trái cây. Tất cả trái cây ăn vào đều tốt cho sức khỏe. Hoa quả trái cây chứa nhiều axit hữu cơ và tannin, một số còn chứa các chất protease hoạt động mạnh. Nếu ăn không đúng lúc, bạn có thể tự gây kích ứng dạ dày. Ví dụ, trong quả chuối chứa hàm lượng magie cao, nếu ăn quá nhiều sẽ gây mất cân bằng magie, có thể ức chế sản xuất canxi trong máu. Phần lớn các loại trái cây nên ăn khoảng từ 1 cho đến 2 giờ trước bữa ăn chính là tốt nhất. Ăn nhiều trái cây sẽ không có hại. Các chuyên gia cho rằng tiêu thụ khoảng 200 gram trái cây mỗi ngày là thích hợp. Hầu hết trái cây chứa hàm lượng chất xơ cao nên ăn quá nhiều có thể gây đau bụng, đầy hơi. Ngoài ra, người cao tuổi tiêu hóa kém không nên ăn nhiều cam quýt. Những người tiêu hóa kém cũng không nên ăn trái hồng vàng. Một số người ăn dứa sẽ gây ra tình trạng dị ứng. Ngay cả những người mắc bệnh tiêu hóa, rối loạn đông máu thì cũng không nên ăn. Chuối có lượng đường phong phú, hàm lượng kali cao. Những người suy thận nên ăn uống có kiểm soát. Ăn trái cây là đủ, không cần ăn rau. Mặc dù dinh dưỡng của trái cây và rau củ khá là tương đồng, nhưng điều đó không có nghĩa là trái cây có thể thay thế hoàn toàn cho rau củ. Chẳng hạn như trong rau bí na, rau bắp cải có hàm lượng vitamin C cao hơn khoảng 10 lần so với lượng vitamin C có trong trái táo, trái đào hay trái lê. Ăn nhiều trái cây sẽ giúp giảm cân. Trái cây ít calo hơn so với gạo, nhưng vì hương vị thơm ngon của nó lại dễ khiến cho bạn ăn nhiều hơn. Lượng đường dung nạp vào cơ thể vượt quá lượng cho phép trên mỗi đơn vị trọng lượng. Điều này rõ ràng không giúp cho bạn giảm cân, mà thậm chí có thể làm tăng thêm cân nặng. Ăn trái cây phải bỏ hết vỏ thì mới tốt. Một số loại trái cây đặc biệt có chứa hàm lượng dinh dưỡng tập trung nhiều hơn trong phần vỏ. Không ít người nghĩ rằng vì vỏ trái cây chứa nhiều thuốc bảo vệ thực vật nên vô tình cắt bỏ, làm mất đi phần lớn các chất dinh dưỡng. Các chuyên gia cho rằng chỉ cần rửa trái cây thật sạch hoặc ngâm trong dung dịch rửa trái cây một thời gian là có thể loại bỏ sạch các chất cặn bẩn bám trên bề mặt. Trái cây nhập khẩu bao giờ cũng tốt hơn. Trái cây nhập khẩu được vận chuyển, đóng gói, chi phí lưu trữ nên giá cả bao giờ cũng cao hơn. Được xử lý làm sạch để bảo quản nên bề mặt sáng bóng, trông tươi ngon và hấp dẫn hơn so với trái cây địa phương. Nhưng thành phần dinh dưỡng đã có phần hao hụt và mất dần trong quá trình vận chuyển cũng như bảo quản. Vì vậy, tốt nhất vẫn là ăn trái cây địa phương và ăn trái theo mùa.